Hiện tại, giá lúa đông xuân 2021-2022 đã bắt đầu tăng trở lại sau những ngày liên tục rớt giá. Tuy nhiên, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng không được hưởng lợi vì đã nhận tiền cọc và bán lúa cho thương lái từ trước đó. Theo ghi nhận, khoảng gần một tuần nay, giá lúa bắt đầu tăng nhẹ từ 200 đến 300 đồng một ký. Tuy nhiên, giá lúa này chỉ có lợi đối với những nông dân đang chuẩn bị thu hoạch và được thương lái đặt cọc ở thời điểm hiện tại. Còn đối với những nông dân đã và đang thu hoạch, do được thương lái đặt cọc từ trước nên giá có phần thấp hơn. Cụ thể, giá lúa trung bình từ 5.400 đến 5.800 đồng một ký, thấp hơn cùng kỳ từ 600 đến 700 đồng một ký. Do đó, nhiều nông dân đã mất đi một khoản lợi nhuận kha khá để bù lại phần chi phí sản xuất tăng cao trong vụ này. Bán bữa đó giá có 5.700 à, mà bữa nay nghe nói lên 6.100 gì đó. Thì lấy cọc trước rồi giờ lỗ 400 đồng một ký. Mong sau này cho giá thị trường cho ổn định lại cho bà con nông dân người ta mừng cho lên giá lên cho nó lời chút, chứ giờ giá này là lấy cọc trước thì lỗ hoài, sụt lên sụt xuống kiểu này nông dân lỗ mà chi phí quá cao rồi. Ông Võ Trăng Hưởng, xã Hưng Thạnh sản xuất 4 hectare lúa đông xuân và nhận cọc của thương lái với giá 5.700 đồng một ký. Nhưng đến thời điểm thu hoạch, giá lúa lại tăng lên gần 6.200 đồng một ký, khiến ông mất một phần khoản lợi nhuận chênh lệch gần 10 triệu. Nhờ nhà nước là từ đây sắp tới là cũng bình ổn giá phân bón vật tư rồi kia để cho nông dân mà có lợi chút. Hiện toàn huyện còn trên 1.400 hectare lúa đang trong giai đoạn trổ chính. Nông dân đang tích cực chăm sóc và hy vọng giá lúa sẽ được bình ổn ở mức cao để bà con có thêm lợi nhuận và yên tâm sản xuất.